Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc, trong ngày 11 tháng 10, thành phố Châu Đốc ghi nhận 3 ca mắc mới, trong cộng đồng 2 ca, ở khóm Châu Quế 2, phường Châu Phú B, trong khu phong tỏa 1 ca, ở hẻm 106, khóm Châu Quế 2, phường Châu Phú B. Như vậy đến nay, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tính từ đầu đợt dịch đến nay là 370 ca, trong đó tái dương tính 7 ca, khỏi bệnh 204 ca, tử vong 11 ca. Về tình hình điều trị, Hiện đang quản lý điều trị 155 trường hợp, trong đó có 3 F0 chưa được chuyển đến khu điều trị và 2 F0 của huyện An Phú xin chuyển về huyện An Phú tiếp tục điều trị. Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh 3 F0, bệnh viện Đa khoa Nhật Tân 4 F0. Ngoài ra, bệnh viện Đa khoa Nhật Tân còn điều trị 9 F0 của huyện An Phú, 53 F0 của huyện Phú Tân và 3 F0 của thị xã Tân Châu. Trung tâm y tế cơ sở điều trị 5 trường hợp tiểu học A Dĩnh Nguân 40 trường hợp. Thực tế, 43 người do có 3 trường hợp F1 là người giám hộ chăm sóc cho bệnh nhân F0, trong đó có 11 trẻ em. Mẫu giáo Anh Đào 27 trường hợp, trong đó có 6 trẻ em. Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên 76 trường hợp, trong đó có 8 trẻ em. Cách ly tập trung, quản lý 1.259 người, 2.098 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly. Cách ly tại nhà, nơi lưu trú, quản lý cách ly tại nhà 345 người và 3.737 người hoàn thành cách ly tại nhà, tất cả đều có sức khỏe bình thường. Tất cả các xã phường trong thành phố Châu Đốc đã được phủ xanh trên bản đồ COVID. Đây là kết quả đáng mừng, rất mong người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch nhằm góp phần khôi phục sản xuất kinh doanh khi bước vào giai đoạn bình thường mới.